À thì con chó còn sống không? Để một năm chó cắn chưa ơi. Đây cho hỏi nhá, bây giờ tại sao họ gọi chú là thằng chó ngao? Bởi vì là chú mua con chó ngao cho anh Quang Thắng nhưng lại mua một con chó ghẻ. Đây, cái tích cái chuyện xưa. Đây, ông ấy bảo là sao mày mua cho anh con chó ghẻ như thế này? Chó này hôm qua anh vừa thả một con. Chắc là chuyện ở nhà chị Loan vậy. Chó ngao từ đó mà ra. Ông bảo mình đi mua con chó ngao thì mua mẹ một con chó ghẻ xong lai biết lúc tung cả. Chó ngao nó phải có đốm chấm, bây giờ cũng tìm được cái đốm chấm. Thế đấy có con ghẻ đây nó mày chấm lúc tung cả người. Được. Mang về ở đây thì nó chấm đây là chả ngao gì.